Tiếp tục qua việc anh chị ơi, nhà một trệt một lầu 75m2, chỗ này là phường Đông Hòa, thành phố Di An. Đây ra đường Trần Hưng Đạo 100m anh chị nha, gần ngã ba cây lớn, gần chợ Đông Hòa, gần ủy ban phường Đông Hòa luôn, gần chợ Di An 1 luôn, những vị trí em vừa nêu tên dưới 800m anh chị nha. Nhà mình là ngang 4,2m với anh chị nha, chiều dài là 18m, tổng là 75m với anh chị. Đây, khu vực sân trước của nhà mình tương đối rộng, để xe máy thì thoải mái quý anh chị nha, rất là ok nha. Công năng sử dụng thì nhà mình sẽ có một khu vực sân trước anh chị vừa xem và một khu vực phòng khách đây, rất là rộng quý anh chị nha. Nhà sẽ có 3 phòng ngủ và có một phòng ngủ dưới có phòng thờ. Công năng sử dụng thì đầy đủ anh chị. Đấy, thì chỗ này sẽ là khu vực phòng khách của nhà mình đây. Nhà này là đã qua sử dụng nhưng mà gia chủ vừa mới làm mới lại, rất là đẹp quý anh chị nha. Vừa mới sơn sửa lại rất là ok luôn. Về là chỉ việc ở thôi đâu quý anh chị ơi. Đây, đây là một khu vực bếp của nhà mình đó quý anh chị nha. Rất là ok quý anh chị. Phòng ngủ dưới này. Tổng là sẽ có 3 cái phòng ngủ rồi nha. Đấy, thì đây, chỗ này sẽ là phòng ngủ dưới của nhà mình. Nhà vệ sinh thì ở bên đây. Nhà mình một trệt và tầng lầu thì đây khu vực tầng lầu nhà mình đây. Trên lầu sẽ có 2 phòng ngủ anh chị nha, một phòng ngủ bên đây và một phòng ngủ ở phía cuối kia. Phòng ngủ này ở trên lầu anh chị nha, có 2 cái ở trên lầu. Ở cuối là một cái nữa anh chị này. Chỗ này là phòng ngủ anh chị nha, nhưng mà gia chủ đang làm kho. Do nhu cầu không sử dụng tới, còn nhà vệ sinh của mình bên đây. Phía trước này sẽ có một khu vực phòng thờ rất là rộng luôn. Đó, vậy là công năng sử dụng nhà của mình có một phòng thờ, có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới anh chị nha, có sân trước, có ban công đầy đủ nha. 75m2 và thổ cư 60m, ngang 4m2 về chiều dài 18 anh chị nha. Đó, thì đây là một căn nhà tại phường Đông Hòa, chỉ có 3,5 tỏi thôi. Anh chị nào yêu thích thì mình vào việc luôn. Em xin cảm ơn.